Xin chào mọi người. Hôm nay Phượng vào bếp với món cóc dầm cay ngọt. Món ăn vặt mà hầu như tất cả mọi người đều thích. Nguyên liệu ở đây mình có 700g cóc đã gọt vỏ, 2 trái ớt sừng, 1 muỗng canh bột ớt bột, 1 muỗng muối, nửa chén mắm, 1 chén đường và 1 chén nước. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái phần cóc. Mình cho muối vào thau nước và đem cóc đi rửa. Muối mình rửa cóc sẽ làm giảm đi cái độ chua của cóc và bớt cái độ mủ của cóc. Khi mình gọt vỏ ra là cái cóc mình nó ra mủ rất là nhiều. Gọt vỏ xong mình sẽ đem đi cắt ra làm đôi để mình dầm nó sẽ mau thấm hơn. Và tiếp theo mình sẽ đi nấu cái nước dầm cóc. Mình cho tất cả các nguyên liệu vào nồi. Một chén nước. Nửa chén mắm. Mình dùng ở đây một chén đường vàng. Đường ở đây mình dùng đường vàng cho khi mình dầm xong cái màu cóc mình rất là đẹp. Mình để chế độ lửa nhỏ. Khuấy đều cái đường tan. Đường của mình bây giờ đã tan, mình sẽ cho ớt bột vào. Và mình sẽ để cái hỗn hợp của mình cho nguội, mình mới bắt đầu dầm cóc. Cóc ở đây mọi người muốn để nguyên trái cho đẹp cũng được, nhưng mình lại thích cắt ra thì nó sẽ mau thấm hơn. Mình cho vài trái ớt sừng vô cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ cho nước dùng vào để dầm cóc. Mình đã cho tất cả nguyên liệu vào trong thảo, bây giờ mình sẽ đem cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cóc ở đây mình dầm có thể để được hơn nửa tháng luôn nha mọi người. Tại vì mình đã từng để thử rồi. Còn nếu như mọi người muốn ăn nhanh thì cứ khoảng tầm 2 ngày. Cóc bây giờ là mình đã dầm được 2 ngày rồi. Thì cái màu cóc nó cũng khác so với cái lúc ban đầu, là nó đã vàng, là nó đã thấm hơn. Và cái lượng nước ở trong cái thảo mình ngâm cóc á cũng ra nhiều hơn. Bây giờ thì mình có thể dùng được, nhưng mà nếu như mọi người muốn ngon hơn á thì mình có thể để tầm khoảng 5 ngày thì cóc mình nó sẽ đậm đà hơn, cái vị chua trong cóc nó sẽ không còn nữa. Thế là video của mình đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người thành công.